các bạn cảm thấy video này như thế nào, có hay không nào, có thú vị không nào, và các bạn có muốn lấy đồ vật từ trong TV ra ngoài giống như Thế Tâm hay không. Chỉ cần các bạn xem hết video này thì các bạn có thể lấy bất cứ đồ vật nào mình thích từ trong TV, từ trong máy tính đi ra ngoài một cách dễ dàng và nhanh gọn, đặc biệt là không tốn một cắt nào luôn. Ghê không? Với tình hình dịch bệnh ngày càng trầm trọng như hiện nay và tình trạng thất nghiệp tràn lan, thì cái việc không tốn tiền mà vẫn có được cái đồ vật mình muốn trong thời điểm hiện tại quả là một điều quá tuyệt vời, phải không nào? Nếu các bạn hứng thú với tuyệt chiêu này thì ngay bây giờ đây các bạn hãy cầm điện thoại lên theo dõi thật kỹ, Thế Tâm sẽ hướng dẫn các bạn một cách chi tiết và dễ hiểu để các bạn có thể áp dụng bất cứ nơi đâu. Nào bây giờ không nói dòng dòng xàm xàm nữa, xin mời các bạn hãy cùng vào vấn đề chính nào. Và bước đầu tiên các bạn cần chuẩn bị một cái video như thế này. Các bạn cần có một cái màn hình máy tính hoặc là TV. Nếu các bạn không có, các bạn có thể ra tiệm net hoặc là các bạn có thể lại nhà hàng xóm cũng được. Và các bạn để một cái tai phone ở ngoài sau lưng. Sau đó các bạn thọt tai vào lấy. Các bạn lấy kỹ thuật nha, không cho người ta thấy nha, chứ lộ là nhìn dở lắm nha. Xong, nếu các bạn dư tính thì các bạn nhảy nhót hài hước giống như Thế Tâm. Còn các bạn không có xàm thì thôi, bỏ qua. Và cái video thứ hai các bạn cần chuẩn bị là một cái phông xanh như thế này. Các bạn có thể dùng phông vàng, phông đỏ, phông tím, phông hồng gì cũng được. Ok, và ở bước đầu tiên các bạn mở phần mềm KaiSmarter lên. Nếu bạn nào chưa biết cách tải và sử dụng phần mềm này thì hãy xem video hướng dẫn của Thế Tâm để các bạn biết cách tải và sử dụng cơ bản phần mềm này. Và sau khi các bạn đã tải xong thì chúng ta sẽ mở phần mềm này lên. Tiếp tục chúng ta nhấn vào đây để chọn một cái dự án mới. Bạn chọn 169. Ok, và đây là giao diện rất là quen thuộc. Bước tiếp theo chúng ta bấm vào cái phương tiện nè. Và các bạn chọn video lúc nãy chúng ta vừa quay được. Ok. Chúng ta sẽ có một cái video như thế này. Bước tiếp theo các bạn nhấp vào lớp nè. Các bạn nhấp tiếp vào phương tiện. Và các bạn có thể chọn một cái tấm ảnh bất kỳ nào mà mình muốn. Đó. Để chúng ta đưa vào cái màn hình TV. Đó, các bạn kéo nhỏ lại. Đó, bình thường nếu như các bạn quay cái TV của các bạn thẳng thì khi các bạn bỏ tấm hình vào thì nó sẽ vừa cái TV. Còn với trường hợp Thế Tâm quay cái TV nó hơi bị xéo nè, nên không có để tấm hình vừa vào, cho nên bắt buộc Thế Tâm sẽ làm thêm một cái công đoạn nữa. Bây giờ Thế Tâm sẽ xích cái tấm hình này vô. Đó. Mục đích là để chụp lại cái tấm hình có cái TV như thế này. Ok, nhấp vào đây. Xong, ghi hình và lưu lại. Tiếp theo là Thế Tâm sẽ mở cái phần mềm chỉnh sửa ảnh lên. Tiếp tục các bạn sẽ nhấp vào cắt ra. Các bạn chọn tiếp vào cái ảnh bên đây. Ta chọn thư viện. Album. Các bạn sẽ chọn cái tấm ảnh mà chúng ta vừa chụp lúc nãy. Ok. Chúng ta kéo hết ra. Xong, ok. Và cái ứng dụng này nó sẽ tự động xóa cái đồ vật của chúng ta. Những cái điểm màu xanh này là những cái điểm bỏ đi, còn những cái điểm màu trắng này là những điểm chúng ta lấy. Bây giờ các bạn sẽ nhấp vào chữ xóa nè. Tiếp tục các bạn nhấp vào cái dấu này. Đó, các bạn nhấp lại hai lần để cái tấm hình chúng ta nó khôi phục lại nguyên trạng như ban đầu. Bây giờ bước tiếp theo là các bạn sẽ dùng cái thanh này di chuyển để các bạn xóa những cái điểm nào mà mình muốn. Đó, các bạn cần xóa những cái điểm trong màn hình nè. Đó, ví dụ như chúng ta xóa sai, các bạn sẽ nhấp vào đây để nó khôi phục lại. Ok. Và bây giờ chúng ta sẽ xóa những điểm trong màn hình này thôi. Những cái góc nhỏ này thì các bạn nhấp vào đây để chúng ta thu nhỏ kích thước lại. Đó, chúng ta xóa cho nó dễ. Xong các bạn phóng to hình ảnh lên. Đó, tiếp tục chúng ta sẽ xóa hết cái viền đen của cái màn hình TV này. Rồi, ok, các bạn nhấp vào chữ xong. Tiếp tục, các bạn nhấp một lần nữa.
Và quay trở lại với phần mềm chỉnh sửa thì các bạn tiếp tục nhấp vào chữ lớp nè. Tiếp theo các bạn nhấp vào phương tiện. Đó, các bạn chọn tấm ảnh lúc nãy chúng ta vừa mới chỉnh sửa nè. Tiếp theo các bạn nhấp vào cái ô vuông nè. Đó, xong các bạn chọn ở dưới này để chúng ta lấy cái phần bên tivi thôi. Đó, giống như vậy, chúng ta kéo cho nó sát cái tivi luôn. Ok. Thì đây chỉ là cái trường hợp đối với những bạn nào mà cái tivi xéo giống như thế Tâm. Còn những bạn mà cái tivi thẳng thì các bạn chỉ bỏ tấm hình vào vừa cái tivi là ok, không cần phải làm công đoạn này. Tiếp theo chúng ta sẽ kéo cái tấm ảnh này lại. Đó, cho nó bằng luôn. Đó, do thế Tâm làm vội vàng chưa có kỹ lắm nên các bạn nhìn thấy cái viền đen đen nó chưa có được đều nè. Đó. Nếu các bạn làm thì các bạn làm kỹ chút xíu sẽ nhìn nó sẽ đẹp hơn. Ok, bước tiếp theo chúng ta sẽ kéo dài những cái tấm ảnh này ra. Cho nó bằng cái video luôn. Tấm này cũng vậy. Rồi kéo ra hết luôn. Maximum luôn. Xong, bước tiếp theo các bạn sẽ nhấp vào lớp. Các bạn chọn tiếp vào phương tiện. Tiếp tục các bạn chọn cái video phông xanh lúc nãy nè. Đó. Xong các bạn kéo xuống ngay cái phần phím chroma nè. Các bạn nhấp vào. Chúng ta sẽ bật lên. Và các bạn sẽ chọn cái màu phím. Đó, cái phông của bạn màu gì thì các bạn chọn màu đó. Ok. Xong các bạn hạ cái thanh này xuống. Đó, như vậy là ok. Đó, các bạn nhấp vào. Ok. Xong chúng ta sẽ chỉnh cho nó nhỏ lại. Đó. Chúng ta để nó vô đây. Và chúng ta sẽ xem thử cái tay nó thọc vô ngay lúc nào. Đó. Cái tay nó vô hơi sớm nè, cho nên chúng ta sẽ lùi cái video phông xanh này lại. Đó. Để chúng ta canh làm sao mà cho nó khớp. Rồi, chúng ta dời lên một miếng. Đó, như vậy là ok. Và chúng ta sẽ dời cho nó xích vô cái màn hình TV nè. Đó, ngay cái viền đen này. Ok. Chúng ta sẽ xem thử. Đó, đoạn đầu là thấy ăn khớp rồi đó. Ngon lành rồi đó. Và đoạn sau nó chưa có được khớp nè. Bây giờ chúng ta sẽ xử lý cái đoạn sau để cho nó khớp cái tay luôn. Đó, các bạn sẽ phóng bự ra. Đó, chúng ta sẽ kéo ngay cái đoạn mà khớp nè. Đó, các bạn nhấp vào đây. Xong các bạn nhấp vào cái chìa khóa nè. Các bạn sẽ cho nó một cái vị trí. Xong các bạn nhích lên miếng. Đó, các bạn sẽ đẩy cái tay này lên cho nó khớp với cái tay bên ngoài. Tiếp tục các bạn đẩy tới. Gần tới cái đoạn mà chưa có khớp thì các bạn cho nó một vị trí tiếp. Xong các bạn đẩy tới. Đó, xong chúng ta sẽ đẩy lên cho nó khớp. Có vẻ như cái tay phone nó ra hơi sớm. Chúng ta chỉ việc nhích nó lên một xíu là ok. Rồi, một xíu thôi. Như vậy là lẫm tiền. Đó, như vậy là đều rồi đó. Ok. Cái hình này xấu quá, các bạn có thể nhấp vào cái hình này để chúng ta di chuyển lên cho nó đẹp xíu. Ok. Và cái khúc đầu này ở trên màn hình TV nó chưa có cái hình tay phone nè. Giờ các bạn cần kéo lại ngay cái tay phone để chúng ta chụp lại cái bức ảnh này. Các bạn nhấp vào đây. Xong các bạn nhấp vào ghi hình và lưu lại. Và chúng ta sẽ kéo về đầu. Tiếp tục các bạn nhấp vào cái phần lớp nè. Các bạn nhấp tiếp vào phương tiện. Các bạn nhấp vào cái tấm hình lúc nãy chúng ta vừa mới chụp nè. Đó. Xong các bạn nhấp vào cái ô vuông này. Các bạn chọn ở dưới này. Xong các bạn kéo lại cho nó sát thành cái tivi nè. Và ok. Xong chúng ta sẽ kéo cho nó dài ra. Đó, các bạn kéo tới cái video phông xanh thôi. Rồi, ok. Bước tiếp theo bây giờ các bạn chỉ việc thêm nhạc vào thôi. Các bạn nhấp vào phần âm thanh nè. Đó, các bạn muốn có nhạc gì thì các bạn tải về, các bạn thêm vào. Đó. Rồi tới cái đoạn nào mà các bạn muốn có cái hiệu ứng gì thì các bạn chỉ việc bỏ cái hiệu ứng vào thôi. Đó, ví dụ như tiếng ọt nè. Ok, và sau khi các bạn đã thêm hiệu ứng, âm thanh, nhạc, các thứ ngon lành cạnh đào thì bây giờ chúng ta sẽ cùng xem lại cái thành quả của chúng ta thôi nào. Ok.
Đừng quên nhấn like video và hãy nhấn đăng ký kênh nếu các bạn chưa đăng ký kênh để đón theo dõi những video hướng dẫn mới nhất của Thế Tâm nhé. Còn bây giờ, Thế Tâm xin nói lời chào thân ái và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!